Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, ngày cuối tháng thì em sẽ lên cho mọi người một cái bộ combo vật tư trồng lan nhé. Rất là thiết yếu dành cho vườn lan nhà mình. Đặc biệt là giá hôm nay sẽ cực kỳ rẻ. Đấy, cực kỳ rẻ nhá. Chọn bộ 6 sản phẩm. Hôm nay em sẽ chỉ bán với giá 180.000 thôi. 180.000 thôi để cho mọi người ai cũng có thể mua được mà đỡ phải đi tìm mua ở những cửa hàng cửa hiệu. Ở nhiều nơi là cũng không có cửa hàng cửa hiệu bán vật tư cho lan ấy. Thì đây là combo này là chọn bộ đầy đủ này, gồm chậu, móc, giá thể trồng lan và phân tán chậm, thuốc sinh trưởng dành cho cây lan nhá. Combo này gồm 6 sản phẩm, giá là 180.000 nhá, 180.000. Và mọi người hộ em là đăng ký cái kênh này và chia sẻ hộ em nhá. Chia sẻ hộ em ví dụ lên Zalo, Facebook là em sẽ miễn phí vận chuyển ngày hôm nay cho mọi người. Miễn phí vận chuyển cái bộ combo này nhá, đến tận nhà. Chúng ta chỉ cần đặt hàng thôi, sẽ có người mang đến tận nhà, tận giường của chúng ta và được kiểm tra hàng thoải mái, đầy đủ chúng ta nhận. Tất cả bộ 6 sản phẩm này chỉ mất với giá là 180.000 thôi. Đó, chia sẻ miễn phí vận chuyển nhá. Thì bây giờ em xin giới thiệu cụ thể từng cái sản phẩm ở trong cái bộ combo này để cho chúng ta theo dõi. Đó. Thì đầu tiên này, nó vẫn là mấy cái mà em hay bán thôi, nhưng mà giá hôm nay thì nó sẽ có thể rẻ hơn. Đấy, ưu đãi hơn thì để chúng ta mua hàng dễ hơn nhá. Đầu tiên là 10 cái chậu. Chậu song nhá, đây là chậu kích cỡ phi 20. Đấy, chậu kích cỡ phi 20 nhá, đường kính của nó. Chậu nhựa song kích cỡ phi 20, 10 chậu này rất là bền chắc. Mình sử dụng được nhiều năm thoải mái, 5 6 năm thoải mái nhá. Kèm theo 10 cái chậu song là sản phẩm thứ hai, đó là móc kém này. Móc kém dài 80 phân nhá, để mình treo lên rất là bền chắc. 10 cái móc kém. Sang sản phẩm thứ ba này là một cái túi vỏ thông to. Một cái túi vỏ thông to nhá. Cái túi vỏ thông này xấp xỉ được khoảng 1 cân gì đấy. 1 cân. Vỏ thông này kích thước 23 nhá, có nghĩa là 23 cm đấy ạ. Thường là dùng để mình phủ dưới đáy chậu, mình lót dưới đáy chậu. Đấy, vỏ thông này nhà em mọi người nhìn này. Rất là sạch sẽ bởi vì nó được xử lý rất kỹ rồi. Hấp nhiệt giúp cái vỏ thông nó tơi xốp hơn, giữ nước tốt hơn, nhẹ hơn, xử lý hóa chất, giúp mất đi cái mầm bệnh thối nhũn, nấm bệnh các thứ. Đó, vi khuẩn. Một cái túi vỏ thông to này nhá, vỏ thông mọi người biết rồi đấy. Sử dụng được lâu nhất và người ta dùng phổ thông nhất ở trên thị trường. Đó. Thứ tư này, vẫn là vỏ thông. Nhưng mà là vỏ thông mịn nhá, là vỏ thông nhỏ, hạt đỗ. Cái vỏ thông này thường là chúng ta để phủ lên mặt cây hoặc là ươm cây con các thứ, cây mới sang chậu. Nhưng cái cây mà rễ nó yếu ấy ạ thì giá thể nó mềm, mịn, cái rễ cây nó dễ bám vào nhá. Một túi vỏ thông nhỏ cũng xấp xỉ khoảng 1 kg, khoảng 1 cân ấy ạ, 1 kg. Đó, sản phẩm thứ tư. Sang thứ năm này là một túi phân chùm quế tan chậm nhá. Đây là phân tan chậm. Nó cung cấp những cái vitamin, khoáng chất cần thiết cho cây lan, giúp cho cây lan khỏe đẹp. Và nó sẽ là phân tan chậm nên cây nó sẽ hấp thu dần dần. Mình cũng để tầm khoảng 4 đến 5 năm để mình mới lại tiếp tục bổ sung phân vào, phân tan chậm vào. Thì nó là tan chậm mà nên thoải mái dùng được nhiều năm nhá. Túi này mỗi chậu mình chỉ bỏ một nắm nhỏ thôi. Một nắm nhỏ lên mặt hoặc là vào giữa chậu. Đó là ok. Là cái chậu lan là nó được cung cấp đầy đủ phân là nó sẽ phát triển rất là khỏe đẹp. Và sản phẩm cuối cùng là sản phẩm thứ 6 này. Sản phẩm thứ 6 này chỉ riêng mình nhà em có thôi, được nghiên cứu riêng. Đây là cái chế phẩm kích thích sinh trưởng dành cho lan, chế phẩm tổng hợp nhá. Để cây lan ấy thì thường là nó hấp thu chất dinh dưỡng từ toàn bộ thân lá rễ. Thế nên là cái lọ này nhà em ấy thì mình tưới lên cả toàn bộ thân lá rễ của cây nhá. Liều lượng rất là đậm đặc. Khoảng 10 giọt, mình pha 1 lít nước tưới tầm 10 ngày một lần. Thế nên hai lọ này thoải mái dùng cho cả một vườn lan nhỏ nhà mình đấy. Đấy, thoải mái dùng cho cả một vườn lan. Mà lọ này rất là tốt. Mình tưới vào mình mới cảm nhận được là nó tốt. Đây em đang bán thế này là chào hàng thôi. Đấy, em kèm vào đây để chào hàng cho mọi người thôi. Nếu mọi người thấy tốt thì lần sau có thể mua thêm. Em bán rất là rẻ. Những cái chế phẩm này em bán rất là rẻ. Đó, bán kèm thêm cho mọi người thôi. Đó thì là chọn bộ 6 cái sản phẩm này của nhà em nhé. Giá là 180.000. Chả có bao giờ rẻ như thế. Chúng ta đi mua ở ngoài 10 cái bộ chậu móc này cũng phải tầm gần 200.000 rồi. Đó, còn kèm theo bao nhiêu là vỏ thông này, rồi là phân tan chậm này, thuốc sinh trưởng này. Mà vỏ thông thì mọi người an tâm về nhà chả phải làm gì nữa, sẵn trồng thôi, bởi vì được xử lý rất kỹ rồi. Thì bây giờ em xin trồng thử một cái cây cho mọi người xem. Cái cây mà em cũng vẫn rất là hay bán, đó là cái cây hồ điệp 25.000 nhá.
Mọi người mua hàng ấy thì liên hệ số điện thoại cho em là 0974702106, em có để ở trên bài viết đấy ạ. Đây một cái cây hồ điệp 25.000 của em vẫn bán 25.000 đây. Thì em giới thiệu luôn và cũng bán luôn cái cây này. Và cũng bán luôn cái loại cây này nhá. Cái cây hồ điệp 25.000 này, em bình thường em vẫn lên cho mọi người này. Bây giờ em sẽ trồng thử vào đây cho mọi người. Đấy, nhiều bác mua hồ điệp về thì cũng hỏi là cách trồng như thế nào. Thì nó rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần bóc vỏ cái bầu này ra nhá, bóc vỏ cái bầu này ra. Cái cây này nó còn hoàn toàn là giá thể sạch và dễ khỏe. Chúng ta không cần phải cắt đi, sẵn đặt vào thôi. Chúng ta đặt vào cái chậu nhá. Sau đó mình bỏ giá thể xung quanh là ok. Đấy, đặt vào giữa chậu như này. Để giá thể xung quanh là ok. Đây là một cái cách trồng đơn giản nhất, đó là trồng vào chậu. Hồ điệp thì nó không ưa nước lắm, thế nên là mình trồng bằng vỏ thông to nhá. Trồng vỏ thông to. Đấy, những cái cây mà nó cần nhiều nước ấy, thì mình sẽ phủ thêm vỏ thông nhỏ hoặc là rêu vào đấy cũng được. Nhưng cái này thì mình không cần cây nó chịu được khô ấy, thế nên là mình chỉ cần cho vỏ thông to thôi thì cây nó sẽ thoáng dễ hơn và nó thoát nước tốt hơn, đỡ bị thối nhũn. Đó, em bỏ vỏ thông xung quanh thì mình có một chậu hồ điệp đẹp rồi. Đấy, rất là đơn giản, trồng một cái chậu hồ điệp rất là đơn giản này. Đấy, cây hồ điệp này em cũng bán là 25.000 nhá. 25.000. Hồ điệp này mình trồng từ giờ đến Tết cho hoa. Về nhà chúng ta cũng, nếu có thời gian cũng thay sang chậu kiểu như thế này rồi treo lên là Tết nó có hoa nhá, đầy đủ màu. Hồ điệp thì 25.000. Có cái bộ combo mà em vừa giới thiệu cho mọi người ấy, gồm 6 sản phẩm ấy, thì là 180.000 và miễn phí vận chuyển nhá. Cây và vật tư thì em sẽ gửi riêng, thế nên đừng bác nào hỏi mua chung nhá. Em đã bảo từ rất là nhiều ngày trước rồi là cây và vật tư em gửi riêng, tại vì cây thì phải gửi nhanh đi không nó hỏng mất. Còn bộ vật tư thì mình có thể gửi chậm được cho nó đỡ tốn cước phí nhá. Đó, thì mọi người mua bộ vật tư cũng được mà mua cây cũng được thì cứ liên hệ em nhá. Số điện thoại là 0974702106 để trên màn hình đấy. Chúng ta mua thì chúng ta nói rõ cho em là mua mặt hàng nào nhá. Nói rõ cho em là mua mặt hàng nào, tại vì em bán nhiều combo lắm. Ví dụ như là cái combo chậu này cũng có rất là nhiều loại, thì chúng ta có thể nói là mà nó đắt rẻ khác nhau ấy. Thế nên là chúng ta thấy ở đâu hợp lý, chúng ta thấy lúc nào bán hợp lý chúng ta mua. Ví dụ mua cái bộ này thì mình có thể gọi điện cho em là tôi mua bộ giá thể, bộ vật tư chậu phi 20 này 180.000 để em biết là chậu nào, đúng không ạ? Không nhầm được những cái bộ khác thì nó không đúng ý mọi người thì nó lúc ý nó khó ta, khó xử, đúng không? Còn cây hồ điệp này là cây hồ điệp 25.000 nhá, hoa đại. Tức là nói là mua hồ điệp hoa đại 25.000. Em có cây hồ điệp mini cũng cỡ như thế này cũng giá 25.000. Đấy, thì chúng ta có thể nói rõ cho em. Bộ vật tư 180.000 nhá, hôm nay cực kỳ rẻ, hôm nay mà không mua thì quá là phí rồi. Hôm nay mua thì được rất là rẻ và ưu đãi. Còn cái cây hồ điệp này thì với giá là 25.000 nhá. Thôi thì bây giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Em chào mọi người nhá.